Hồng Vân và Quyền Linh kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với Bạn Muốn Hẹn Hò, một chương trình có thể nói rất gần gũi với quý vị, một chương trình có thể lan tỏa sự yêu thương và đem hạnh phúc đến rất nhiều cặp đôi. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui gặp lại và chắc chắn rằng sẽ có một trong những nhiều cặp đôi bấm nút ha. Hy vọng là như vậy. Chương trình chân thành cảm ơn sự tài trợ của nhãn hàng thép Vinakyo, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Và bây giờ Hồng Vân, Quyền Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Còn Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Giống như là người ta ở nước ngoài á, kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cũng thấy không có tới đâu thôi, đi về. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi, cả thanh xuân em để yêu quyết và ở không luôn. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm. Ừ đó, nhà dạ. Cố gắng nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái nào. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt cùng sân khấu ha. Mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ chào chị. Quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn ấy bên kia. Dạ em xin tự giới thiệu, em Phan Văn Phú, sinh 1985. Em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Phú dạ. Làm công việc gì Phú? Dạ em thì hiện tại là em lái xe. Em giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên Hiếu, em làm bên bất động sản, cũng làm chuyên về sale từ hồi đó tới giờ, kinh cũng 10 năm rồi. Còn Phú, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì đặc biệt em học nhanh lắm. Dạ, có thể học công việc, có thể học ngoại ngữ nữa. Dạ. Em nghe sơ, ví dụ như em đi làm á, em nghe mấy bạn Campuchia mà nói là mấy tháng em nói được. Mà nói luôn. Dạ. Của mình nha. Có Hiếu. Dạ, khuyết điểm của em thì hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, cũng ngàn gói. Ngàn gói hay là nhiều trời, quá đó. Ngàn dạ. Gói lận hả trời. Còn yêu. Gì nữa không? Thì ăn không biết sao nữa mà tối chiều đến là cái nó cứ bùm bùm nha. Bùm bùm gì? Dạ, đeo đánh giấm. Dạ. Điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ em điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, vui tính, thích du lịch đi chơi vậy đó. Còn điểm yếu là nhiều khi cũng hay quên, nói nhiều quá nhiều khi quên. Nói nhiều quá rồi nhiều khi quên. Dạ đúng rồi, em nói nhiều nhiều khi quên. Còn Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Mối tình thứ gì này á, là chia tay bao lâu rồi? Năm 2018 gì. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Cũng như là người ta ở nước ngoài á. Rồi mình kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cảm thấy không có tới đâu, thôi đi về luôn. Em đi về đây luôn. Là một thời gian em ở bên nước ngoài? Dạ, ở bên bên Singapore. Rồi xong rồi em cũng thấy không có đến đâu rồi. Đúng em rồi. Đi về Việt Nam luôn. Đúng rồi chị. Với lại người ta cũng không có gì mà tiến triển cho mình để mình có một cái gì định một vững chắc, đúng không? Mà người ta là người Sing hay người Việt? Người nước ngoài luôn à? À người Sing. Bên nhà gái đã từng đi Singapore, ở bên Singapore. Nhà trai có đi nước ngoài, ở nước ngoài không? Dạ em ở bên Campuchia. Đó, Campuchia luôn. Ở lâu không? Dạ em ở 2 năm. Bên nhà gái ở Singapore, bên đây cũng ở Campuchia chứ bộ. Rồi bển được mấy mối tình, bên đây người ta 2 mối tình đó. Dạ chắc cũng nhiều chơi, 5 mà chứ. 5 mối tình luôn. Dạ. Mối dài nhất là bao mấy năm? Dạ 8 năm. Ít nhất là mấy năm? Dạ năm mấy. Dạ năm rưỡi. Năm rưỡi mà năm, coi như 5 mối tình là hơn 10 năm rồi đó, yêu nhau đúng không? Mười mấy chứ hơn dạ. Gì? Bạn đầu tiên ở gần nhà, rồi cứ đồng tuổi nhau, rồi gặp hai bà già cứ cãi lộn nhau hoài rồi cái cấm. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi, 18, 19, năm nay 35 tuổi. Dạ, cả thanh xuân em để yêu quyết và ở không luôn. Giờ cố gắng sao mà cua được cái cô bên đây á. Dạ. Là cô Hiếu đó, là dừng lại luôn nha. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm. Ừ đó, nhà dạ. Cố gắng nha. Để coi nhà gái coi, 2 mối tình hả?
Đây, trời gái. Mẹ cho anh. Rồi, em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với lại không có lo công việc đó. Hút thuốc đây thì hút gói đó, bỏ được không? Dạ được, có bạn gái động lực là em sẽ bỏ được. Có động lực bỏ được ha. Dạ, tự dù... cúng thui thủi mình khó. Dù kia bỏ được không? Dạ em đâu có cố ý làm đâu, em bỏ. Những cái bụng em nó làm á. Cưng, em đi với ai? Có người bạn, nhưng mà người bạn nói lại đợi lâu quá, đi về rồi. Vậy hả? Dạ, bữa nay đầu tuần họp. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ em. Dạ em chào anh chị MC. Dạ em thấy chị rất là xinh. Dạ nhìn rất là hợp tướng với lại anh hai của em. Dạ mong anh chị cũng đến được với nhau ạ. Ăn to nói lớn lên chị coi, đừng nói là chưa có người yêu nha. Dạ không, em hôm nay em đi cái gọi. Vậy sao mà nhỏ dạ. Nhỏ nhẹ quá vậy cưng, giống như trai mới lớn vậy trời. Dạ em mới lớn thiệt mà. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Chào bạn. Dạ, em chào. Có món quà tặng bạn. Dạ chào, cảm ơn. Dạ em có quà tặng cho anh. Cảm ơn em nhiều. Rồi đó. Rồi đó. Cảm nhận sao nè, em gái gặp em trai thấy sao? Dạ em thấy em thì cũng ok. Cũng vui tính. Cảm ơn em. Dạ. Anh có hỏi em là quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Em thì thích mỗi người lo cho gia đình, với lại có một chút xíu gọi là vui á, có tính xíu hài hước chút xíu, thông minh chút xíu. À dạ. Hài hước hả? Rồi hài hước thì anh nghĩ chắc cũng có. Từ từ em biết. Lo cho gia đình thì anh nghĩ bây giờ á, ngoài công việc ra chỉ có niềm vui ở nhà là vui, không đi đâu hết, không bạn bè, không có cà phê, không có nhậu nhẹt gì hết á. Hạnh phúc nhất là được ở nhà với ai? Với gia đình. Với... hiện tại bây giờ là chỉ với mẹ thôi. Trong tương lai là chỉ ở nhà với, nếu mà có vợ thì ở nhà với vợ với mẹ thôi. Còn em ở đâu à? Em bên quận 10 anh. À em ở quận 10. Dạ. Là người thành phố luôn. Đúng rồi, em người thành phố. Tính anh á, anh trung thủy lắm. Khi yêu á, không có một người bạn gái bình thường, không có tới một người luôn. Tại vì anh gạt bỏ hết. Nhắn tin cái bạn thân, bạn em của bạn là không có. Đặc biệt là rất là trung thủy. Đặc biệt một điều nữa là mình không có nói dối. Dạ. Anh là hồi đó anh học cái gì ra? Thì nào bây giờ có nghề tài xế đó hết, nhưng mà làm rất là đa dạng. Tài là xế, không có học cái gì xe. Ra hết trơn à? Đúng rồi. Không có học cái ngành gì hết, chỉ có lái xe thôi. Chỉ có lái xe, đam mê từ nhỏ luôn. Em nghĩ là lái xe thì cũng đi suốt rồi, không có thời gian nhiều. Cho tính chánh lại là hiện tại công việc bây giờ mình rất là thích, mình đi hành chánh. Ồ, đi hành chánh. Mình nghỉ thứ bảy chủ nhật, sáng đi chiều về. Công ty bây giờ là không có cho tăng ca, mà có cho tăng ca đi nữa cũng sáng đi làm xong cái mình về à. Mình không có đi qua đêm ở ngoài đường. Hồi đó anh học lớp mấy nghỉ à? Mình thì đó, tự vì có mẹ, ba cũng đi sớm lúc mình còn trong bụng mẹ, mẹ cũng khó khăn á, nên mình học hết 8-12 rồi mình nghỉ. 8-12. Rồi mình học lái xe, mình yêu nghề tới giờ luôn. Anh lấy vợ là sẽ ở chung với mẹ anh? Đúng rồi. Tại vì với anh là vấn đề hiếu đạo là trên hết. Thì cha mẹ giờ cũng không có làm dâu lớn bao nhiêu hết. Như vậy là làm dâu đó, em thấy làm dâu được không? Em hồi đó nó giờ mẹ chưa đi. Có bao giờ làm dâu. Trời ơi, mẹ cực kỳ dễ luôn. Mẹ dễ lắm. Mẹ dễ ơi là dễ luôn. À, không quan trọng vấn đề mà phải công dung ngôn hạnh đồ. Anh quan trọng đặc biệt là thứ nhất là trung thủy, thứ hai là không nói dối, thứ ba là biết trên dưới hiếu đạo. Anh gái truyền yêu thông cầu cũng bên có. Anh trai gì không? Nói đi. Em không biết yêu cầu gì hết đi. Còn em nghĩ là chắc mà là... ngại cái vấn đề thuốc lá thì em không... chắc chắn là anh sẽ giảm được và bỏ luôn. Tụi anh đang có kế hoạch. Mẹ la em... hoài. Em không thích hút thuốc, nhưng mà anh ở Biên Hòa lần, em ở thành phố lần. Dạ anh đi lên đi về. Đi lên đi xuống. Anh đi lên đi xuống hoài á. Anh có ngại không? À anh không ngại. Cái ngành lái xe này được mấy năm anh? 17 năm. Chưa tính thời 17 gian. 17 năm mà anh không có kế hoạch tương lai gì hết à?
Tại vì nói thiệt ra thì mình cũng yêu rồi, mình một khi mình yêu thì mình say đắm lắm rồi, mình nói tóm là mình chăm lo lắm, nó có thời gian nhiều mình mới có thể chia sẻ được. Lúc trước mới quen thì có mấy bạn đồ mới học rồi mình cũng chăm lo, nói tóm lại là mình yêu mà mình chăm sóc hết cái phòng trọ không thiếu một cái thứ gì đó. Thì trong tương lai thì nếu mà có cơ hội thì không biết vấn đề mà làm dâu á, bạn em Minh Hiếu thấy sao? Em thì em thích ở riêng chứ không thích ở chung với gia đình. À, em thích ở riêng mẹ già mà. Có một mình mẹ già, mẹ đơn giản lắm, mẹ dễ lắm. Thì cái đó thì không có quan trọng đâu. Thì có thể nếu mà cho nhau cơ hội mình có thể bàn bạc sao tính. Em thích sao ở riêng. Nhưng mà có một mình mẹ già của bạn hồi ấy. Hồi đó giờ em ở riêng không ạ? Em thì em thuê nhà em ở riêng, còn ba mẹ em thì ở chung với chị em. Em có thể về Đồng Nai làm. Em không có về Đồng Nai, tại vì em ở thành phố quen rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. À, chưa có ở mấy cái chỗ nào xa. Vậy chắc tại bạn em Minh Hiếu chưa biết ở Đồng Nai. Đồng Nai Biên Hòa mà ở ngay trung tâm thành phố nó không khác gì hết. Nó y hệt vậy á. Đúng rồi. Tại tao nút bấm đó các bạn. Khi bấm nút thì phải có trách nhiệm với nút bấm. Không phải nút bấm nút là mình bấm chơi cho vui đâu nha. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau đi. Hú hồn không? Hú hồn không? Dạ. Hồi hộp quá đúng không? Dạ, hồi hộp. Trời ơi, thấy cái tim đỏ cái là chị còn mừng giùm em á. Sao mà Hoàng Minh Hiếu cứ rưng rưng. Tại em thấy anh cũng vui. Dạ. Thấy cũng vui anh đó. Không, anh hứa nếu mà về nhà anh cho em vui hoài luôn. Tối vui lắm. Má chửi anh hoài à. Thôi. Nắm tay đi. Thằng trai này vui đó. Dễ thương. Dạ. Khi mà mình nhấn nút rồi thì mình sẽ đặt cái nụ hôn lên má. Yên tâm đi. Đó, đúng không? Tâm giao thôi mà. Rồi. Tâm giao. Đây là món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, dạ. Chúc hai đứa mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ, cho em xin bắt tay thần tượng em. Chào bao giờ, bao nhiêu năm. Em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Linh. Như vậy là ta đã đến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ Quỳnh Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn với nó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính nè. Con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình nghe bạn. Dạ, con chào chú Linh. Rồi, chào con. Chào con Vân, chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả có đoàn
Con tên là Ngô Đắc Hoàng Thành, năm nay con 26 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Con đang công tác tại công ty Vinaquay, tên thường thét. Con làm công việc cụ thể là gì? Con làm trong nhân viên QC kiểm tra chất lượng ở xưởng cán. Tức là con là kiểm tra chất lượng ha? Con làm việc kiểm tra chất lượng. Bên anh mình giới thiệu đi cưng. Lời đầu tiên cho phép con được gửi lời chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và toàn thể mọi người trong trường quay. Con tên là Lê Thị Thảo Nguyên, 24 tuổi. Con là nữ hội sinh, con đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ôi ôi giỏi giang quá. Rồi con cho bạn gái biết về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc, và con có lập trường riêng của con. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của con là hay quên, tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn đó luôn, nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu, với lại cũng hạn chế về nấu ăn. Lại tính của tình của con cũng hay cảm động, hay xúc động, dễ động lòng. Còn con nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà này, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính này, con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Con nóng tính cỡ nào con? Em con chẳng hạn, con nói là phải làm cái việc đó cho nó xong đi rồi mình nghỉ ngơi, hoặc là mình làm cái việc khác thì nó không làm thì con sẽ bực bội, con cấu. Có đánh không? Lâu lâu con cũng đánh. Con có mấy mối tình rồi? Từ nhỏ tới giờ chắc được 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Dạ. Chà, cũng bị dày á. Mối tình dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất của con là được 2 năm. 2 năm? Dạ. Cái mối tình gần đây nhất là mới chia tay bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do? Trong quá trình quen rồi cứ cãi nhau suốt. Giống như bạn muốn mình như thế này, con lại không thích như vậy. Khoảng thời gian rồi con vô đây xong cái xa cách, xong cái cách xa luôn. À vậy đó hả? Dạ. Con vô Sài Gòn là chia tay luôn. Dạ. Lý lịch chúng tôi đã xong. Mời nhà trai giới thiệu về đường tình duyên của mình. Con cũng trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Mối tình đầu thì bạn đó đang quen thì cũng được tầm gần 2 năm á. Gần 2 năm. Dạ. Xong rồi con đi làm ở trên này, bạn thì làm công ty gần nhà. Mối tình còn thứ 2. Mối tình thứ 2 thì con cũng quen được hơn 3 năm á. Hơn 3 năm. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì hai gia đình khác tôn giáo không tới được với nhau nữa. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Con tìm cái bạn gái thì ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, biết lo lắng, với lại biết chia sẻ, có hiếu với gia đình mình. Có mẫu hình lý tưởng nào không con? Mẫu hình thì con thích là chị Nguyệt Ánh đóng phim Cổng Mặt Trời á. Nguyệt Ánh Cổng Mặt Trời. Chào con. Dạ chào cô. Con có đạo không? Con thì theo tôn giáo Phật. À con là đạo Phật. Dạ. Đúng không? Con dạ con thích đạo Phật. À rồi, con mong muốn cái người yêu của con là giống như chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh phải không? Đó là cái mẫu hình con thích thôi chứ không phải lời cũng giống như vậy, tại vì đâu ai muốn mong muốn được cái gì là. Nhưng mà nếu còn thế về tính tình thì sao? À về tính tình thì bạn gái đó là hiền và là biết quan tâm thôi, có thể càm ra một chút cũng được, nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. Hơi nóng tính thì sao? Hơi nóng tính thì con kìm lại cũng được mà. Kiểu như mình ăn ủi mình, có thể mình chịu trận nên mình ăn ủi đi rồi chịu trận. Thầy chú chịu trận là phương pháp hay nhất. Hả? Mình chấp nhận chịu trận đúng không? Ây, chú chịu trận nhiều cũng mệt lắm con ơi. Đừng có nóng với tôi nha, nóng là tôi chịu trận đó. Tôi xem mắt nhà gái cái coi. Đây, xin mời. Dạ, con chào chú Huyền Linh. Rồi, xin chào cô gái xinh xắn ha. Nhà gái muốn một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Dạ, con muốn bạn con cao trên 1m7. Con 1m71. Đó. Có công việc ổn định, không hối. Không hối. Ô, vô tư, vô tư. Yên tâm đi, hối là người khác hối chứ còn mình nó không hối, yên tâm. Con nói tiếp đi. Con không thích hút thuốc. Hút thuốc không con? Hút thuốc không? Con không biết hút từ nhỏ lớn. Không biết hút luôn. Không cờ bạc rượu chè. Không cờ bạc, nhưng mà rượu chè thì lâu cũng có uống vài bia chứ. Biết quan tâm con. Là quan tâm bạn gia đình đó. Đôi khi con quan tâm quá mức thì sao? Quá mức mệt. Cô thấy là cái bạn bên đây á, là những cái gì mà con yêu cầu làm như nó bị dư ra luôn á. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba với lại các bác của con. Dạ chào ba. Thôi chào nhà trai. Dạ xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Xin thưa chào quý vị khán giả trong trường quay, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Đắc Hiệp, là ba của Hoàng Thành. Dạ. Ba cũng thấy là bạn gái tuổi trẻ nhưng mà có công việc ổn định, làm ăn, tính tình cũng hòa nhã, cũng phù hợp theo cái mẫu người của con là mong muốn. Ba cũng mong hai đứa sau tạo điều kiện cho gặp gỡ và hẹn hò và có thể mình tiến xa hơn trong cái chuyện hôn nhân. Rồi. Và xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn ba. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn con. Con đi với bạn con hả? Đâu dạ. Bạn đâu nè? À chào con. Con xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Nay con tên là Hoàng Điệp đến cùng với bạn Thảo Nguyên. Qua quá trình giới thiệu con thấy bạn trai cũng khá ok, tính tình có thể kiềm chế lại bạn của con. Nếu như mà anh quyết định chọn thì có thể hai bạn cho nhau cơ hội để
tìm hiểu sâu xa hơn xí. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Bây giờ không gian là của Thành đó nha. Cố gắng giống như tên của mình là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh thì lên đây có một quà là tôi đang tặng em. Dạ, em cảm ơn. Đưa cô cầm cái bông giùm cho. Con nhận quà đi xong rồi mở ra coi là gì. Đây là cái chả lụa nhà anh làm từ gốc Huế, nhà anh làm. Gốc Huế hả anh? Đúng rồi, anh gốc Huế. Dạ, em cảm ơn. Chả lụa Huế là bá cháy luôn nha con. Con có mở ra coi bạn gái tặng con cái gì? Dạ, con tặng ảnh một cái khung ảnh. À, hy vọng là... Hy vọng sau này ảnh hai đứa sẽ trong này. À, dạ, con nói giùm cho bạn luôn đúng không? Dạ. Rồi con để đây đi con. Mình quay mặt lại, đối diện với nhau. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Dạ, con thấy bạn nữ cao, trắng, mặt cũng dễ thương như cái mẫu con ghi trong cái form. Đúng gu luôn hả con? Dạ. Hay quá. Anh quê ở đâu? Anh là quê Thừa Thiên Huế, nhưng mà anh sinh ra và lớn ở trong này. Anh ở trong này luôn, ở Vũng Tàu luôn. Đúng rồi. Ví dụ như mà em làm việc ở Sài Gòn, thì một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Anh có gì hỏi em không? Em làm hộ sinh đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Em ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Ví dụ bây giờ anh muốn em về Vũng Tàu, anh xin vào trong bệnh viện Bà Rịa hoặc là bệnh viện Vũng Tàu để cho em làm, thì em nghĩ sao? Thì em nghĩ là chắc là lấy chồng thì phải theo chồng. Khi trong cái thời gian mình quen biết, mình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp chỗ nào thì mình sẽ tiến tới chỗ đó luôn, để mình tiến tới cái hôn nhân luôn. Ai cũng nói là an cư lập nghiệp mà, cái gì phải chắc chắn mình mới đi. Có thể là đi chậm nhưng mà chắc, chứ cũng đừng có vội mà đi nhanh cho kịp người ta, cuối cùng thì quay lại chả có cái gì trong tay hay là không biết cái gì hết, thì đó cũng thua thiệt nhiều lắm. Em rất thích đi chùa, anh có sẵn sàng đi chùa với em không? Anh rất là thích, tại vì anh cũng thời gian học lớp 11 anh ở trong chùa luôn, vừa đi học vừa làm ở chùa. Thời gian anh rảnh rỗi anh cũng đi làm công quả ở chùa hoặc đi làm công tác từ thiện. Sanh trai gái rồi đó, trao đổi nhau luôn đi. À, cái chuyện sanh con thì tôi, người ta nói là dù gái hay trai chỉ hai là một, ai chỉ hai là đủ. Chỉ hai là một lạ lắm à. Tại vì anh là con trai trưởng á, ba mẹ lại muốn là có thể là con trai sinh con trai để mà gọi là nó giỏi, nhưng mà anh là thích sinh con gái hơn, anh thấy con gái dễ thương. Dụ như sinh con gái không có được không? Hai đứa con gái. Vẫn được chứ, tại vì nhà anh ba là con trai là khỏi lo gì đó. Rồi. Nhưng mà sinh nhiều thì tốt hơn, tại vì sau này ví dụ là có già thì con cái nó đỡ đần nhau, nó giúp ba giúp mẹ thì vẫn chia bớt cái chia sẻ cái trách nhiệm. Đỡ đần không hay là mình mệt đó. À bây giờ thế này nè, bước tới nắm tay bạn gái ha. Dạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hát một bài nào đó tặng bạn gái đi. Nào. Nắm hai tay nha. Con rung. Đây là cơ hội các bạn giao lưu cảm xúc với nhau, nhìn đối diện trực diện luôn. Nắm hai tay, cảm nhận. Đầu tiên gặp thì anh hát một bài nào tặng anh nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Hay quá. Bây giờ hai đứa đã nói chuyện cũng nhiều rồi, cảm xúc của con đối với người đối diện như thế nào? Con thấy anh cũng hiền, biết quan tâm mọi người, với lại có những cái tính hợp với con. Còn bạn trai muốn nói gì? Anh muốn em với anh chung cho nhau cơ hội để mình tiến tới một con đường xa hơn. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất. Là vị trí để ta mình hút bóng các bạn. Chúng ta nên kiểm tra lại con tim một lần nữa. Nếu thật sự chúng ta rung động, đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. 30 giây suy nghĩ để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau. Hôm nay thì có ba của bạn trai rồi. Bạn gái nói gì đi. Dạ, con chào bác. Con xin phép bác cho con với ảnh chính thức quen nhau. Có gì bác nâng đỡ con, bảo vệ con. Có gì bác bảo vệ con. Rồi bây giờ đặt cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi nào. Và đây là những món quà từ chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc mừng họ. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.